Đấy, bình thường là cái cây này nó non thì mình chưa có thể băm. Đây này nó công vào trong này, rơi rồi. Nó rơi vào trong chuồng đây là coi như là mình lại mất công phải dọn lại một lần nữa. Rồi phân do nó dính vào thì mình đâu có cho nó ăn lại được. Nó bụng chết. Đấy, cái hay của cái này là nó băm ra được thì nó không công ở trong kia được. Nó chỉ ăn miếng nào là ăn miếng đấy thôi. Xin chào bà con, hôm nay lại quay trở lại với bà con. Bảo Yến xin giới thiệu tới bà con một dòng sản phẩm cực kỳ năng suất và hiệu quả. Máy có thể thái rau, cỏ, cây chuối và các loại củ quả với năng suất cao. Đó là chiếc máy thái chuối Takeo TK1800. Sản phẩm này giúp bà con có thể tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong vườn nhà, giúp bà con tối ưu được năng suất, chất lượng và kinh tế. Mình thấy thế này, thứ nhất là nó nhanh, băm rất là nhanh. Đây là mình cũng không nghĩ được nó băm được những cây cỏ quay nó to dày như vậy. Nó chặt một cây như là thái đã khỏi tay rồi, chứ đừng nói là ăn được đống to nhưng mà vẫn thái được, rất là tốt. Thấy nó cũng hiệu quả, tại vì là nó tận dụng được triệt để cái cây cỏ quay cao ấy, không có bất kỳ nào hết. Công nhận là nó nhanh. Cái này mà cứ hoạt động ổn định như này là mình giá rất cao. Cái này băm này nó ăn thì thôi, không bỏ sót gì anh ạ. Đấy, rất là mình tiết kiệm bao nhiêu là cỏ.